Và chị luôn mong muốn là cái tình yêu thương, cái sự quan tâm của các bạn đã được nhận ở trong công ty, và các bạn cũng sẽ lan tỏa nó ra, lan tỏa giá trị của symbol ra khắp mọi nơi nữa. Hi, my name is Lan. I have been working as a model for more than 5 years. I like watching English movies and reading books. Để mình thật sự mà nói thì chị không có coi chị là người lead team. Chị vẫn coi mình là một người chị lớn hơn, lớn tuổi hơn với các bạn, một kinh nghiệm làm việc nhiều hơn. Nên là mình có thể đã là người đã đi trước hết rồi, thì mình có những cái kinh nghiệm gì đó thì có thể gọi là hướng dẫn lại cho các bạn, có khi sau này các bạn lại làm tốt hơn nữa. Chị mong muốn các bạn luôn luôn nhớ một điều rằng là thứ nhất là các bạn sẽ phải lo cho sức khỏe của mình. Tất nhiên với sức khỏe thì mới làm được nhiều thứ hơn nữa. Mình phải đong đầy chính bản thân của mình thì mình mới dễ cho đi. Cái thứ hai nữa là chị mong muốn là các bạn tư vấn sẽ luôn là một cái người lắng nghe tốt. Người lắng nghe tốt là người như thế nào? Là cái người có thể nghe được học viên mình đang gặp những cái vấn đề gì, có thể nghe được những cái cảm xúc, những cái hoàn cảnh của bạn. Khi mình là một cái người lắng nghe tốt thì mình sẽ biết là những cái vấn đề bạn đang gặp cái gì mà có thể hỗ trợ. Đối với chị, một người tư vấn là một người không phải là chỉ đơn giản là một người cung cấp về thông tin, mà là một người có thể hiểu được học viên mình cần gì và cho học viên mình những cái lời khuyên nó chân thành và nó thực tế nhất. Đó là cái mà chị mong muốn. À, và thiếu một điều nữa. Đối với chị, một tư vấn không phải là chỉ đơn giản là một người chỉ gọi điện thoại lên hoặc là tư vấn những thông tin cần thiết, mà là một người có thể gọi là trau dồi cái tiếng Anh của mình mỗi ngày. Thông qua đó thì mình sẽ tìm hiểu thêm những cái cách học hay là cái cách dạy về tiếng Anh. Chỉ có những cái mà tự mình tìm hiểu đó là những cái của mình thì mình mới cho được những học viên những cái thông tin về kiến thức. Và chị luôn mong muốn là cái tình yêu thương, cái sự quan tâm của các bạn đã được nhận ở trong công ty, và các bạn cũng sẽ lan tỏa nó ra, lan tỏa giá trị của symbol ra khắp mọi nơi nữa. Có rất là nhiều case mà chị rất ấn tượng. Thì tại vì đối với chị, mỗi một học viên khi đến với trung tâm với họ thì chị đều trân trọng, đều trân quý cái điều đó. Tại vì khi mà họ đến với trung tâm của mình là họ đã đặt một cái sự tin tưởng và cũng như là chọn mình là cái người bạn đồng hành trên cái con đường mà họ muốn tiến bộ về tiếng Anh của mình. Thì mỗi người làm có mỗi cái khó khăn riêng của mình. Có người về khó khăn về gia đình, có người khó khăn về đường xa, họ là về tài chính, có rất nhiều lý do. Nhưng qua mỗi lý do đó họ vẫn tin tưởng và lựa chọn mình. Thì thật sự mình rất là hạnh phúc về điều đó. Có những trường hợp chị thấy có nhiều bạn thì ở ở tuốt tận Bình Dương nè, hoặc là ở Hóc Môn nè, Bình Chánh nè, vào những cái giờ làm cao điểm vẫn cố gắng ăn một chút xíu gì đó, hay là ăn một gạo ổ bánh mì, lo chạy tới trung tâm để mà học. Thì thật sự nhìn thấy mấy cảnh đó thì cảm thấy rất là cảm động, thương. Tại vì biết là họ cũng đã nỗ lực đến để vì cái công việc của họ, vì cái bằng cấp về tiếng Anh mà họ muốn. Và song song đó thì mình vẫn cái sự trân trọng và cái sự cố gắng của họ. Đó là những cái bạn mà ở xa. Còn có một vài cái trường hợp nữa, chị rất ấn tượng với những bà mẹ bỉm sữa. Có thể là chị cũng đang trong một cái độ tuổi nào đó, nó sắp xỉ qua U30 thì phải, thì cũng có thể chuẩn bị một cái gì đó. Nhưng mà chị thấy là những bà mẹ bỉm sữa thì thật sự là rất là, gọi là siêu nhân. Ban ngày đi làm 8 tiếng, tối về rồi còn lại lùi cụi thì làm công việc nhà, có con nhỏ thì lại chăm con, ru con ngủ. Nhưng sau cái giờ đó thì là cái giờ dành cho bản thân mình một chút xíu. Có thể có người này chọn nghe nhạc, xem phim vân vân, nhưng mà những người mẹ này thì làm cái gì, chiêu chính tả, rebirth and shadow, hoặc là luyện phương pháp crystal để tăng cái phản xạ của mình hơn. Chỉ có một cái trường hợp chị rất là ấn tượng, đó là một cái người chị hay nói chuyện với chị qua Zalo. Cái chị đó đã gần như là hoàn thành xong 3 khóa của symbol lịch rồi, thì sau cái giờ mà cho con ngủ thì lại lụi cụi ngồi chép chính tả những cái nét chữ, mở cái đèn chỉ liu riu liu hiu thôi để không có bị ảnh hưởng tới con của mình. Nhưng mà sau khóa học đó thì chị tiến bộ rất là nhiều. Thì thật sự nghe tới từng khúc đó mình rất là cảm động, tại vì ít nhất là mình đã cho được học viên những cái phương pháp học đúng, tài liệu học đúng, để sau khi mà kết thúc một khóa học ở đây, họ có thể là vì một lý do nào đó họ không thể đến trung tâm học nữa, nhưng mà họ vẫn duy trì cái việc học ở nhà. Thì đó là một cái sự rất rất là hạnh phúc luôn.